Liên quan đến việc một số mẫu thực phẩm chức năng An Cung Ngưu Hoàng Hoàn do Triều Tiên sản xuất đang được bày bán tại Hà Nội có hàm lượng trì, uh, lượng thủy ngân và asen vượt mức uh, nghìn lần ngưỡng an toàn cho phép với cơ thể, thì vào chiều nay 27 tháng 8, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã ra quyết định thu hồi và tiêu hủy số sản phẩm này. Kết quả phân tích cho thấy, mẫu thực phẩm chức năng trên có hàm lượng trì là 0,25mg trên gam thủy ngân là 33,2 mg trên gam và arsen là 38,9. Cục quản lý dược cho rằng nếu căn cứ vào liều dùng ghi trên nhãn thì lượng kim loại nặng đưa vào cơ thể người là quá lớn, gấp hàng nghìn cho sức khỏe. Do đó, cục yêu cầu công ty dừng lưu thông, thu hồi tiêu hủy sản phẩm thực phẩm trên và báo cáo kết quả về cục trước ngày 29 tháng 8. Trước đó, Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương đã nhận được thông tin phản ánh của Bộ Y tế và người tiêu dùng về tình trạng có biểu hiện ngộ độc kim loại nặng, thủy ngân khi sử dụng thực phẩm chức năng an cung ngưu hoàng hoàn nên đã lấy mẫu sản phẩm này tại showroom Hồng Sam LC Taxi -si trên đường Lạc Long Quân, Hà Nội. Được biết, lô hàng này có nguồn gốc Triều Tiên do công ty Mian John Việt Nam nhập khẩu vào tháng 6 năm 2014 với số lượng 30 hộp mục đích để giới thiệu. Trong số này có 4 hộp đã được cơ quan kiểm nghiệm chức năng lấy mẫu kiểm nghiệm và hiện còn lại 26 hộp.